Xin chào tất cả khách hàng của hợp tác xã Rau Phúc Sen. Mọi người, hôm nay thì em sẽ lại giới thiệu đến tất cả các anh chị hai sản phẩm rìu xoắn gỗ của bên em. Thì bên em thì có khá là nhiều mẫu rìu rìu để sản xuất này, để đi chơi đi phượt này, chuyên lao động đi chơi đi phượt mà có thể dùng để trang trí. Thì bên em sẽ có hai kiểu dáng rìu xoắn gỗ như thế này. Và em trong clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người là một kiểu dáng sẽ là phun bóng này, một kiểu dáng sẽ là để gỗ mộc như thế luôn, để anh chị mà mình thích kiểu nào dáng kiểu nào thì mọi người có thể bảo bên em nhé. Thì ở đây thì sẽ có hai kiểu dáng lưỡi rìu, nhưng mà cái cán của nó đều là cái kiểu cán xoắn gỗ. Bình thường thì nếu mà anh chị nào mà chuyên mà sử dụng lao động thì mình sẽ không lựa chọn những kiểu dáng xoắn gỗ như này nhé, tại vì xoắn gỗ này thì nói thật thì nó sẽ hơi khó sử dụng cho tất cả các anh chị. Mình sẽ sử dụng cái kiểu cán của nó sẽ kiểu bằng không xoắn gỗ. Và ở đây sẽ có hai kiểu dáng lưỡi rìu, đó chính là kiểu dáng lưỡi bình thường và kiểu dáng lưỡi mặt trăng. Bình thường cái kiểu dáng nếu mà anh chị nào mà cũng hay sử dụng nhưng mà chỉ sử dụng với tần số ít và hầu như là các anh chị dùng để treo thôi thì mình có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm này đều được. Đây. Nhưng mà nếu mà sử dụng để dễ sử dụng ấy thì thường thường là kiểu dáng bình thường này sẽ sử dụng dễ hơn so với những kiểu dáng rìu mặt trăng này. Rìu mặt trăng này chủ yếu là mình dùng để trang trí thôi thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Kể cả bản không trồng dính không xoắn gỗ như này thì cái lưỡi mặt trăng thì nó cũng sẽ sử dụng khó hơn, và bình thường người ta hay sử dụng lưỡi mặt trăng để trang trí. Thì em sẽ cho các chị nhìn gần hơn đối với hai sản phẩm rìu này nhá. Rìu này có mã là R04X anh chị ạ. Đây là R04X phun bóng nhé, mọi người có thể nhìn được hai sản phẩm. Có mình có thể để trơn và có thể để không trơn, không phun bóng như vậy. Thì mẫu này sẽ là mẫu R04X này. Đầu tiên em sẽ cho anh chị nhìn cái lưỡi này. Đây sẽ là cái lưỡi của con R04X. Đây. Tất cả các góc cạnh của con rìu. Anh chị có thể nhìn thấy được tất cả các góc cạnh của nó. Đây. Thì con rìu này nó sẽ nặng khoảng từ 1,1 kg đến 1,2 kg. Riêng cái độ dài cán này nó sẽ rơi khoảng 34 đến 35 cm. Và ở đây thì được thiết kế theo cái kiểu là xoắn gỗ. Thì đấy, thật ra như em bảo thì mọi người có thể dùng để sử dụng, nhưng mà lâu lâu mọi người dùng thì chủ yếu là mọi người trang trí thì mình sẽ lựa chọn mẫu này. Thì còn về cầm để mà chặt thì nó cũng rất là ok, tại vì cái chỗ này nó sẽ cong này, anh chị có thể nhìn thấy. Em phải đặt như này thì anh chị mới nhìn thấy cái độ cong của cái tay cầm này đó. Thì mình cầm để chặt thì nó sẽ rất là đầm, nhưng mà do cái chỗ xoắn gỗ này đâm ra là khi mà mình sử dụng thì nó sẽ hơi khó. Thì em mới bảo là mình chủ yếu là trang trí và lâu lâu mình dùng thì được, nhưng mà để hay sử dụng thường xuyên thì mình không nên sử dụng mẫu này. Đấy, thì em sẽ lên hai mẫu này để anh chị mình có thể lựa chọn để kiểu dáng lưỡi nào cũng được. Thì sẽ có một số người thích kiểu dáng lưỡi kiểu này và một số anh chị lại thích kiểu dáng lưỡi mặt trăng. Đó, nó sẽ hơi nặng nhưng anh chị đang 1,1 kg đến 1,2 kg. Đấy là mẫu 04X. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có lưỡi lưỡi cũng như thế, nhưng mà cái cán nó sẽ là cán thẳng, có bàn to bàn bé. Nhưng mà trong này thì em sẽ giới thiệu mọi người cán xoắn. Và tiếp theo đây sẽ là kiểu dáng rìu mã là R02. Con rìu này có mã là R02 nha anh chị nhá. R02 này thì là kiểu dáng lưỡi rìu xoắn gỗ. Nhưng mà ở đây thì cái bản này thì em sẽ để bản mặc mộc luôn, không phun bóng, để anh chị mình có thể so sánh được hai sản phẩm như thế. Tại vì là sẽ có anh chị thì sẽ thích kiểu dáng phun bóng, có người lại không thích. Đây này, nên sẽ là cái lưỡi mặt trăng. Cái lưỡi mặt trăng này. Đây là tất cả cái góc cạnh của con rìu mặt trăng này. Đó. Đây. Thì con này thì cán của nó cũng sẽ rơi khoảng vào 34 đến 35 cm. Và cái này đây, ở góc độ này anh chị có thể nhìn thấy được cái lưỡi của nó, cái tay cầm của nó rất là cong. Khi mà mình cầm đây để mà mình sử dụng thì nó cũng rất là dễ. Nhưng mà cái lưỡi mặt trăng này để mà anh chặt thì nó sẽ hơi khó nha anh chị nhá. Lưỡi mặt trăng hơi khó. Thì chủ yếu là anh chị dùng để trang trí và lâu lâu mình cần thì mình mang ra mình sử dụng thôi. Thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn đâu thì mình hay sử dụng thì sử dụng để lao động thì mình không nên lựa chọn cái lưỡi mặt trăng này. Đấy là hai sản phẩm rìu dùng để trang trí.
mà em giới thiệu đến với tất cả các anh chị trong clip ngày hôm nay. Thì anh chị nào mà mình thích những cái bản rìu mà cần những cái bản rìu để mà trang trí một cái gì đấy thì mình có thể liên hệ bên em nhé. Mình có thể để lại số điện thoại ở dưới bình luận này giúp em, hoặc là mình có thể nhấc ngay điện thoại lên và gọi đến số 0987240733 để bên em có thể tư vấn cho mình và lựa chọn cho mình con rìu đẹp nhất để mà phục vụ đúng cái nhu cầu sử dụng của anh chị. Thì anh chị đang xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả anh chị. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong những thời gian vừa qua. Và hy vọng là mọi người trong thời gian tới này cũng sẽ ủng hộ và tiếp tục ủng hộ và giới thiệu nhiều anh chị em hơn nữa để biết đến sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và clip này em sẽ dừng lại tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.